Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng cục 5 bị xóa, Tổng cục 2 bị liệt, Đảng đang mất tự chủ về tay bạn vạn Từ khi lên nắm quyền vào năm 1945, Đảng Cộng sản đã chống Pháp, chống Mỹ và chống Tàu Không kể thời kỳ thuộc Pháp, người Mỹ sau đó đặt chân lên miền Nam Việt Nam qua hai nền Cộng hòa Nhưng Mỹ không hề có ý định cướp Việt Nam Tuy nhiên, với cuộc chiến biên giới vào năm 1979 chống Trung Quốc, chỉ diễn ra trong 30 ngày ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc và những xung đột kéo dài sau đó, thùy nghi cơ mất nước rất cao. Chiến tranh biên giới ở phía Bắc vào năm 1979 là thất bại nặng nề về tình báo của Việt Nam. Cuộc chiến chống Trung Quốc vào năm 1979 lẽ ra là một cái mốc lịch sử đáng tự hào của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng lại muốn xóa bỏ nó khỏi sách giáo khoa, không tổ chức ngày chiến thắng giặc Trung Quốc thật là nhục nhã cho cái đảng mà suốt ngày rêu rao khẩu hiệu Quang Vinh muôn năm. Khi Trung Quốc tấn công biên giới vào năm 1979, Hà Nội hoàn toàn bị bất ngờ. Điều đó cho thấy công tác tình báo của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó rất lỏng lẻo. Đây là một bài học xương máu. Sau đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tăng cường công tác tình báo tại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc nhiệm vụ tình báo tại các tỉnh này do Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an ngày nay chịu trách nhiệm. Các phòng tình báo các tỉnh thường xuyên được Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, bố trí người thu thập tin tức tại đây. Tuy nhiên, vào năm 2018, không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận như thế nào với ông Tập Cạnh Bình, mà ông lại cho dẹp bỏ toàn bộ Tổng cục 5 của Bộ Công an, tức là Tổng cục Tình báo ông tiến hành thanh trừng mạnh những người trong cơ quan này. Ai không nguy hiểm thì cho về hưu, ai được cho là nguy hiểm thì bị gầy bẫy và cho vào tù. Được biết, Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ, Đức Vũ Nhôm, từng là người của Tổng cục 5. Việc xóa bỏ Tổng cục tình báo Bộ Công an là hành động phá rào, thả cho tình báo Trung Quốc dễ dàng xâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào và khi nào họ muốn ông tướng Trương Giang Long của Việt Nam từng cảnh báo rằng bọn xấu xâm nhập. Hồi năm 2016, trên mạng phát tán một clip trong đó Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân nói rằng Chúng tôi nói với các đồng chí là bọn xấu nó cải cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ có một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã là con số đến hàng trăm mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa mà nếu chúng ta không phát hiện ra không nghiêm trị thì xin thưa với các đồng chí là bọn xấu mà ông long nói chính là gián điệp trung quốc sau khi clip này bị phát tán ông trương giang long bị tô lâm cho về hưu sớm hiện nay không ai còn dám nói lời ngay thẳng như ông trương giang long trước đây nữa bởi thế lực có chủ trương mở toang cửa cho tình báo Trung Quốc tràn vào. Giờ đây đã quá mạnh, sẽ không để ai dám ăn gam hùm mà phát biểu như vậy nữa. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người có công dẹp bỏ Tổng Cục 5. Trước đây, Việt Nam có hai cơ quan tình báo, đó là Tổng Cục 5 của Bộ Công an và Tổng Cục 2 của Bộ Quốc phòng. Giờ đây, chính quyền của Đảng Cộng sản chỉ còn Tổng Cục 2. Tuy nhiên, Thông tin từ người bên trong cho biết, ngay cả Tổng cục 2 hiện nay cũng chỉ là cái vỏ bọc. Thực chất, công tác tình báo hải ngoại đang rất yếu, hoàn toàn lép vế trước cục tình báo Hoa Nam của Trung Quốc. Ngay cả người của mình khi về hưu, Tổng cục 2 còn không bảo vệ được thì có thể nói tổng cục này gần như mù về tình hình bên trong nước bạn. Tổng cục 2 hiện nay chủ yếu lo đối phó với các phe cánh trong đảng để đánh nhau mà thôi không phải ngẫu nhiên mà ông Tập Cảnh Bình lại trao cho ông Nguyễn Phú Trọng huần trường hữu nghị bởi công lao của ông Trọng trong vấn đề dẫn đường cho tình báo Trung Quốc tràn vào Việt Nam không phải là nhỏ. Và ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay chính là cách tay đắc lực của ông Tổng Bí Thư cũng có công rất lớn trong việc dẹp bỏ Tổng Cục năm Vì vậy mới đây ông Tô Lâm được Trung Quốc tặng huân trường vạn lý trưởng thành vàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tổng cục 5 bị xóa, Tổng cục 2 bị liệt, Đảng đã mất tự chủ về tay bạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phương án 2 cho Tô Lâm là gì? Nếu không bứng được Thủ tướng thì liệu có bứng được ông Tổng hay không? Nếu bứng được ông Phạm Minh Chính vào giữa nhiệm kỳ thì đấy là kết quả được xem là như mơ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Điều này không những có lợi trong Bộ trưởng Bộ Công an mà có lợi trong Chủ tịch Quốc hội bởi thất bại trước Phạm Minh Chính ở Đại hội 13 vừa qua là một cú ngã đau với Vương Đình Huệ với người từng nắm chức bộ trưởng bộ tài chính trong chính phủ từng nắm chức phó thủ tướng và quan trọng nhất là người được đào tạo về kinh tế thì vương đình huệ được đánh giá là xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế thủ tướng hơn ông phạm minh chính tuy nhiên khả năng chiến đấu trên chính trường không bằng phạm minh chính nên vương đình huệ chấp nhận làm kẻ thua cuộc tạm thời ông tô lâm sẽ có cơ hội nếu ông tổng bí thư rút vào cuối nhiệm kỳ Việc ông Phạm Minh Chính đi đường vòng mà còn nhanh hơn ông Tô Lâm đi đường thẳng, thì điều đó cho thấy khả năng chiến đấu trên chính trường của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính quả là đáng nể. Còn đáng nể hơn khi ông Phạm Minh Chính có thể nhảy ngang từ ban bí thư sang chính phủ để giành lấy chức thủ tướng về cho mình. Cả ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm đều không phải là đối thủ của ông Phạm Minh Chính nếu những ông này không liên thủ liên kết với nhau. Một người gần gũi với ông Thủ tướng đánh giá rằng ý đồ bứng ông Phạm Minh Chính đã và đang được các ông Tổng Bí Thư Trọng và ông Tô Lâm và ông Phương Đình Huệ ấp ủ. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua, móng Phạm Minh Chính vẫn sừng sững, chưa có dấu hiệu gì lung lay cả. Vụ chuyến bay giải cứu của vụ Việt Á cũng không lôi được ông Thủ tướng vào chồng. Vì vậy, từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ, rất khó để phe ông Tổng Bí Thư tìm được lý do nào khác để mà hạ bệ ông Thủ tướng đương nhiệm. Hiện nay, cả ông Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm đều đang dí vào vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, việc bảo vệ bà Nhàn không chỉ là việc của ông Thủ tướng, mà còn có bàn bạc tay tiếp của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bởi nếu bà Nhàn mà bị bắt thì sự nghiệp chính trị của ông Phan Văn Giang cũng khó mà yên ổn cho được bà Nhan, phụ trách công ty IC, được cho rằng đã có nguồn cùng vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam đến hơn 1 tỷ đô mỗi năm. Nó rất lớn. Chám vào ghế của ba ông Vương Đình Huệ là lựa chọn không tồi với ông Tô Lâm. Việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngồi quá lâu ở ghế Tổng Bí Thư được đánh giá là mang đến thuận lợi nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho cả ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ thuận lợi là hai ông này có chỗ dựa để chiến với Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu không bứng được ông Chính, thì chính ông Trọng lại là người chiếm chỗ, làm mất cơ hội cho cả ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực hiện nay. Ông Trọng hiện đã quá già, đến đại hội 14 ông đã 82 tuổi. Có người cho rằng đến đại hội 14 ông Trọng có đội tuổi bằng với tuổi của Tổng thống Mỹ hiện nay nên vẫn có thể nắm quyền. Có lẽ ông Trọng cũng nghĩ thế chăng? Tuy nhiên, điều quan trọng là sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng rất yếu. Hiện nay, sức khỏe của ông sau 2 năm nữa thì át hẳn ông còn yếu hơn. Đến lúc đó, rất khó để ông Trọng tiếp tục nắm quyền. Dù sao, đấy là đánh giá khách quan, còn chủ quan thì ông Trọng là người tham quyền, cố vị. Rất khó để thuyết phục ông rời khỏi ghế nếu không có bệnh tật hiểm nghèo tấn công ông như vụ năm 2019 tại Kiên Giang. Ông Nguyễn Phú Trọng không rút thì Tô Lâm cũng sẽ hết cơ hội. Phương án 2 trong Tô Lâm là ông Nguyễn Phú Trọng rút vào cuối nhiệm kỳ. Ông Vương Đình Huệ sẽ được đôn lên ghế Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm chám vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, đấy chỉ là giả thiết. Nếu ông Trọng chịu rút và Phạm Minh Chính không chiếm lấy ghế Tổng Bí Thư còn nếu đến đại hội 14 mà Phạm Minh Chính chiếm được ghế tổng bí thư thì rất khó cho ông Tô Lâm, bởi có khả năng ghế thủ tướng sẽ không về tay Vương Đình Huệ mà về tay người khác, trong đó có Trần Lưu Quang là một gương mặt sáng giá. Việc vào tứ trụ đối với ông Tô Lâm không những là tham vọng mà còn là chuyện sống còn. Bởi một khi ông hết quyền lực thì không biết tai họa nào sẽ ập đến bởi kẻ thù trong đảng của ông Tô Lâm quá nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo chấm với bản tin Phương án 2 Châu Tổ Lầm là gì? Nếu không bứng được Thủ tướng thì liệu có bước được ông Tổng Bí Thư hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.